Anh nghĩ gì mà đi gửi con cho hai đứa đấy thế? Ý em là cô Trinh với cô Huyền á? Ừ. Anh thấy hai cô ấy tốt bụng, nhiệt tình, lại còn trông sóc để anh đi đón thỏ với nhím. Tốt quá còn gì nữa. Tốt á? Tốt cái đầu của anh ý. Sao hôm nay em nặng lời với anh thế? Anh có biết chúng nó định làm gì con anh không? Chúng nó định hôn má con anh kia kìa. Ôi giời ơi, tưởng gì. Hôn má mà em cứ làm như là nguy hiểm lắm ấy. Người ta hôn đầy ra đấy, dễ gì mà lây bệnh. Nhưng mà khả năng lây bệnh của mấy cậu đấy là 99,9% đấy ông quý báo ạ. À, chúng nó làm cái nghề đấy thì chạy trời ra khỏi nắng. 10 đứa làm thì cả 11 đứa bị cái kiểu. Anh thế mới quá rồi đấy. Em có tận mắt chứng kiến người ta làm nghề đấy không? Toàn nghe những lời đồn thổi linh tinh, thế xong rồi nghĩ xấu người ta. Thôi, em lệ anh. Anh cứ đi tin lời chúng nó nói, chúng nó là sinh viên đi. Nhưng mà xin anh, lần sau đừng gửi con em cho chúng nó nữa. Đi làm đã mệt thì chớ, điên hết cả đầu. Anh làm con dậy rồi kìa. Mẹ đây, mẹ thương em. Lần này tôi không nhịn nữa đâu. Bây giờ chọn đi. Tôi hay hội bạn của anh? Tất nhiên là anh chọn em rồi mà. Thế thì viết giấy từ bạn đi. Hả? Giấy từ bạn hay đơn ly hôn? Nhà tôi không có tâm trí đâu để mà cãi nhau với anh nữa. Cái số vàng đấy thôi coi như là phí chia tay. Hoặc là chia tay tôi, hoặc là hội bạn của anh. Em ơi, vợ là vợ mà bạn là bạn, chứ sao lại chọn như thế? Thì sao anh lại mang tiền của vợ đi cho bạn thì được à? Tôi sẽ thuê cho nó một cái cửa hàng tạp hóa ở trên chợ, để cho nó đứng bán mà lấy tiền nuôi vợ nuôi con. Bố ơi, sao lại thế? Quang mồm! Mày nói tao đánh tuốt xác mày ra bây giờ. Thế có được không chị? Anh thông gia với con Thu là bàn đúng ý tôi đấy. Vâng. Bố ơi, nhưng mà con muốn bán tạp hóa đâu ạ. Thế mày không bán thì mày làm cái gì? Mày mà không nghe lời mẹ vợ mày nhá, thì mày đừng gọi tao là bố nữa. Thế anh không muốn bán tạp hóa thì anh đi vào trong Nam làm với bố vợ anh ý. Ở trong mới thiếu gì việc. Thế hay quá chị ạ. Chị cứ cho giúp thằng này vào với anh thông gia hộ tôi, cho anh dạy dỗ nó. Chứ còn tôi không thể chịu nổi cái thằng này nữa rồi. Bố mẹ cứ ép con quá đáng thế ạ. À, thế có nghĩa là anh chọn bỏ vợ bỏ con chứ không chịu bỏ bạn đúng không? Bia rượu cho lắm vào. Ngần này tuổi đầu rồi còn say sưa rồi đi đánh nhau. Bọn con có say đâu. Làm sao chúng mày đánh nhau? Tại cái thằng Thu mua dược liệu nó bắt chẹt bọn con. Xong còn nói láo nữa. Tóm lại, mày mà cứ dính vào hai cái thằng đấy thì kiểu gì cũng có chuyện. Nhưng có phải lỗi của bọn con đâu. Nổ mồm cãi. Không có lửa làm sao có khói. Mày liệu mà ăn nói với bố mày, mẹ không đỡ nổi nữa đâu con ạ. Bố có nói gì đâu. Không nói là vì tức không nói nên lời nữa con ạ.